Lan sẽ trở thành một điểm đến chứ không chỉ là một điểm dừng chân. Next tiếp cho chị slide đi. À, về quy mô dự án, chúng ta cũng vừa rồi cũng vừa xem clip đó. Về quy mô dự án, chúng tôi có chia ra bằng hai khu. Thứ nhất là khu biệt thự gồm 118 căn biệt thự, trong đó sẽ có hai căn dinh thự ở mặt biển, hai căn dinh thự ở mặt biển, 18 căn đơn lập và 98 căn song lập. Bên khối cao tầng thì chúng tôi sẽ có căn hộ dịch vụ khách sạn và khách sạn 5 sao. Tiếp đi Linh. Đây là một cái mặt bằng tổng thể để mọi người có thể hình dung rõ hơn về các cái tiện ích và các cái thiết kế điển hình của dự án. Ở đây chúng tôi có thể nói đến một số những cái tiện ích gọi là tiện ích nổi trội. Thì mỗi một khu vực chúng tôi sẽ đều có một cái tiện ích khác nhau để các bạn có những câu chuyện để nói chuyện với khách hàng. Ví dụ như là ở đây có những cái tiện ích, ví dụ như là tiện ích về bể bơi. Trên nóc của cái khu khách sạn ấy, nó sẽ là cái tiện ích về khu vực bể bơi, ở đây hoặc là khu vực sky bar. Còn ở trong mỗi một cái khu về biệt thự ấy, chúng tôi sẽ có những cái tiện ích riêng biệt mà một lát nữa sẽ có thể nói cho mọi người một cách chi tiết hơn. Ở đây chúng tôi cũng chia ra những cái thiết kế của các cái biệt thự nó cũng sẽ khác nhau. Ở đây chúng tôi có 10 zone tất cả, thì chúng ta cũng sẽ lưu ý nhé, những cái zone lẻ thì phía đầu và phía cuối sẽ là biệt thự đơn lập. Còn những cái zone chẵn thì là phía đầu sẽ là biệt thự đơn lập. Ngoài ra ở phía mặt biển, ngoài hai căn dinh thự thì chúng tôi sẽ có còn lại 6 căn, đấy là căn biệt thự, là biệt thự đơn lập. Rồi tiếp đi cho chị. Đây là một số những cái hình ảnh tiện ích nổi trội mà chúng ta có thể show ra cho khách hàng. Ví dụ như là trên nóc khách sạn nó sẽ là cái vườn thượng quyền theo phong cách của Ý, khu bể bơi vô cực hay là sky bar. Ở đây chúng tôi cũng có casino này mang đúng tính chất vui chơi giải trí. Nó sẽ có một số những bộ môn mang tính chất vui chơi giải trí thôi. Cái hai về phòng họp hội nghị. Phòng họp hội nghị này chúng tôi cũng đã phải sửa lại thiết kế để cho nó phù hợp theo đúng tiêu chuẩn của tập đoàn Accor họ đưa ra. Đây ạ, đây là một số những cái hình ảnh về bể bơi ạ, mà lúc này chúng ta cũng đã xem clip, lát nữa sẽ nói rõ hơn cho mọi người về con cái án để mọi người cảm nhận được cái vẻ đẹp của từng khu vực. Đây ạ, về concept sản phẩm. Về concept sản phẩm thì chúng tôi thiết kế theo phong cách và concept sản phẩm là làng, sông, phố. Ở đây các cái khu biệt thự chúng tôi sẽ thiết kế theo phong cách làng, bình yên. 118 căn biệt thự này sẽ là trở thành ngôi làng rất là bình yên. Cái thứ hai là sông. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái khu vực bể bơi ạ, chúng tôi đang thiết kế lấy cảm hứng từ con sông Hoài, con sông Thu Bồn ạ, uốn lượn xung quanh khu vực biệt thự và khu vực khách sạn. Nó được coi là khu vực sông để ngăn một bên là không gian làng yên bình và một bên là khu phố tấp nập hiện đại. Rồi. Đây ạ, mọi người có thể thấy cái phong cách thiết kế của làng, khu biệt thự ạ. Mật độ xây dựng ở đây rất là thấp với nhiều khu vườn lớn. Chúng tôi những cái mặt tiền mà để mọi người có thể đi vào căn biệt thự ạ, thì đâu đó cái đường đó là sẽ để dùng đi xe điện. Đằng sau khu biệt thự chúng tôi thiết kế nó là những cái khu đường đi bộ. Các bạn sẽ thấy ở trên hình ảnh sẽ là rất nhiều những cái khoảng xanh. Tiếp tục. Một lát nữa sẽ nói kỹ hơn đây. Về trục đường villa trên đường xe điện vừa nói rằng chúng tôi tổng chiều rộng của khu đường này nó rơi vào khoảng 7,5m và lòng đường 3,4m. Chúng ta có thể đi được xe điện. Phía sau villa đó là đường dạo bộ, chúng tôi lấy cảm hứng từ thuật ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Với chiều rộng của cả con đường là 13,5m nhưng lòng đường đi bộ của chúng tôi đâu đó chỉ rơi vào khoảng 2,1m thôi. Phần còn lại thì các bạn sẽ thấy là chúng tôi sẽ trồng cây, hoa, tất cả sẽ theo hình ảnh, theo đúng phong thủy mà chúng tôi đã xây dựng concept ngũ hành. Về bể bơi, ở đây tất cả các khu biệt thự đa số gần như đều có bể bơi. Đối với những căn song lập thì bể bơi nó rơi vào khoảng 17,5m. Còn đối với những căn bể bơi đơn lập thì nó sẽ rơi vào khoảng 27m. Riêng hai căn kinh villa thì bể bơi nó sẽ rơi vào khoảng là 37m vuông. Cái này tôi rất là thích nói
đây chia làm 3 hồ bơi mà có giật cấp. Cái việc chia như này để nó đảm bảo cái việc an ninh phòng cháy chữa cháy, bao gồm 3 bể bơi ạ. Đó, từ cái chiều dài của 3 bể bơi này chúng ta cũng có thể hình dung được ạ. Từ cái zone 1 cho đến bãi biển, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 350m chiều khoảng cách. Nếu mà đi từ cái zone 1 sát mặt đường Lạc Long Quân đó, chúng ta đi xuống biển nó chỉ mất khoảng 350m, rất là gần. Phố ạ, khu phố thì chúng tôi coi khu khách sạn được coi như là một khu phố, bao gồm căn hộ khách sạn và shop house sầm uất, shop house ở phía dưới. Và ở đây sẽ gồm rất là nhiều tiện ích vui chơi giải trí như Sky Bar, bể bơi vô cực và vườn thượng uyển với phong cách thiết kế rất là độc đáo. Về phong cách thiết kế nội thất của căn hộ, tôi vừa luyện cũng vừa nói đúng không ạ? Chúng tôi sẽ thiết kế theo phong cách Ý, mang một chút gì đó vừa hiện đại vừa lãng mạn, nhưng sẽ không mất đi những cái gì nét văn hóa đặc trưng của bản địa. Mọi người có thể thấy những cái thiết kế ở đây nó sẽ có những cái kính mái vòm thể hiện cái phong cách thiết kế Địa Trung Hải đặc trưng của Ý. Về thiết kế những cái này thì chúng ta có thể hoàn toàn đọc ở trên slide. Chúng tôi thiết kế chia ra song lập ạ. Chúng tôi sẽ chia ra những cái mẫu thiết kế điển hình C, B1 và B2. Những căn đơn lập ạ thì có căn theo mẫu thiết kế A, AG, đây là góc, những căn góc thì chúng tôi sẽ là AG, BG và CG. Là sẽ có những cái thiết kế điển hình riêng biệt. Ở đây sẽ bao gồm có 10 zone, từ zone 1 đến zone 10 chúng ta sẽ đếm từ phía biển. Ta sẽ đếm từ phía biển, đếm lên là từ zone 1 đến zone 10. Và mỗi một từ zone 1 đến zone 10 thì chỉ cách nhau 250m, nhưng chúng ta cộng thêm khoảng 50m để đi xuống đến mặt biển, đến biển thì là từ zone 10 cho đến đi xuống biển đâu đó nó rơi vào khoảng tầm 300m. Đây là một số những cái mẫu thiết kế điển hình. Đây là căn King Villa, chúng ta có hai căn King Villa với diện tích đất nó đâu đó rơi khoảng 400m. Xây 2 tầng. Hiện tại thì King Villa thì chúng ta sẽ chưa bán. Những căn mặt biển và những căn King Villa thì chúng ta sẽ chưa bán giai đoạn này. Chủ yếu chúng ta sẽ nhìn vào những cái thiết kế căn song lập và đơn lập của những căn từ zone 3 cho đến zone 10. Linh nét cho chị những cái mẫu thiết kế của những cái căn đó. Đây ạ, đây là một thiết kế. Đây là thiết kế của một căn song lập. Các bạn sẽ có thể thấy được cái mặt bằng thiết kế quan sát căn song lập. Chúng ta sẽ có thấy một số những cái đặc trưng nhé. Ví dụ như những cái vòm mang phong cách đặc trưng thiết kế của Ý. Chúng tôi có thiết kế ở đây đấy. Linh có thể chỉ vào cho các bạn thấy cái thiết kế ở cái khu sợi bê tông á. Cái khu sợi bê tông trên mặt bằng đó. Chúng tôi thiết kế ở đây là những cái khu sợi bê tông để cho có thể căn biệt thự đón được những ánh sáng tự nhiên nhiều nhất, để cảm giác như là con người mình hòa vào thiên nhiên một cách nhiều nhất. Đối với những căn biệt thự song lập á, thì chúng tôi có thiết kế cái vách ngăn đối với cái chỗ khu bể bơi, tạo ra một dòng thác, giống như kiểu tạo ra một dòng thác xuống khu vực bể bơi của mình. Đó. Ở đây thật ra là về cái thiết kế nội thất ấy, thì nó cũng không có nhiều mẫu điển hình, nhiều mẫu. Chúng tôi chỉ khác nhau ở đây về ngoại thất ấy. Những cái mẫu điển hình khác nhau chủ yếu là ở cái phần mái. Các bạn sẽ thấy có một số căn nó sẽ là mái nhọn và một số căn nó sẽ là mái bằng. Đó là những cái khác nhau ở mẫu thiết kế. Đó, đây là một thiết kế của một căn góc, thiết kế căn góc đơn lập. Mọi người có thể thấy đúng không ạ? Có thể thấy tất cả những cái thiết kế đều có cổng mái vòm. Cổng mái vòm để chúng ta có thể đón được nhiều ánh sáng nhất. Đó, nhiều ánh sáng nhất. Thì những cái thiết kế này chúng ta một lát nữa thì chúng tôi chắc là cái này là các bạn cũng đã gửi cho bên mình rồi, thì mình có thể nghiên cứu sâu hơn về các cái thiết kế nội thất bên trong. Chủ yếu ở đây chúng tôi tất cả thiết kế đều là 2 tầng, 3 phòng ngủ. Đây là một số những cái hình ảnh thiết kế mà mọi người có thể để nhìn thấy được. Đây ạ, về pháp lý của dự án. Thì nói chung là tôi cũng đã bán nhiều dự án biển rồi, nhưng đây là một dự án mà tôi cảm thấy là cái pháp lý thực sự là rất là đầy đủ. Rất là đầy đủ, từ giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyết định điều chỉnh 1/500, tất cả những cái này đều đã có. Và cũng đã được up lên cái driver về dự án cho các bạn rồi.
Cho nên là chúng ta khi nói chuyện với khách hàng là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin về pháp lý dự án. À, khách hàng chỉ được mua đến lúc nhận nhà là chúng tôi tách sổ trả khách hàng. Và thời gian làm sổ đâu đó chỉ rơi vào khoảng tầm 50-60 ngày là xong rồi. Tiếp cho chị Linh. Về chính sách bán hàng, thời điểm này chúng tôi sẽ có hai chính sách. Chính sách thứ nhất là chúng tôi áp dụng cho tối đa 30 căn. Sẽ có chính sách là cam kết mua lại 124% sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành. Chúng tôi dự kiến đâu đó sẽ là bàn giao vào quý 2 năm 2023 và dự kiến là tháng 10 năm 2023 là sẽ đưa vào vận hành. Cho nên là khách hàng hoàn toàn có thể sau 3 năm, khách hàng hoàn toàn có thể xem rằng là ông này vận hành có tốt không? Nếu vận hành tốt thì tiếp tục để lại. Còn nếu như cảm giác là cái vận hành của ông nó mà không tốt, không đạt được cái lợi nhuận như chúng tôi kỳ vọng, chủ đầu tư sẵn sàng cam kết mua lại với giá trị là 124% sau 3 năm. Chính sách thứ hai chưa nói đến chính sách thứ hai, Linh nhắc lại cho chị. Về chính sách thứ hai, đó chính sách là cam kết tối thiểu 8% trong 3 năm. Đây là chính sách chủ đầu tư cam kết trả lợi nhuận cho khách hàng. Chúng tôi có phân chia lợi nhuận 50-50 nhưng không thấp hơn 8% trong vòng 3 năm. Đó. Và cái cam kết này chúng tôi sẽ được Tiên Phong Banh bảo lãnh cái cam kết này. Nếu mà trường hợp mà ông chủ đầu tư mà không trả được thì ngân hàng sẽ trả. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy thưa chị. Và đặc biệt trong giai đoạn này khi khách hàng booking đặt cọc là sẽ được tặng 3 cây vàng trị giá 180 triệu sẽ được trừ thẳng vào giá bán. Ngoài ra khách hàng sẽ được tặng thêm 15 đêm nghỉ hàng năm. Tất nhiên là tính từ thời điểm chúng tôi vận hành. Đây là về tiến độ đóng tiền. Tiến độ đóng tiền ở đây cũng khá là giãn, khá là linh hoạt. Khách hàng chỉ cần 300 triệu đặt cọc. Sau đó là trong vòng 7 ngày là khách hàng đã có thể ký được hợp đồng mua bán và thanh toán 15% giá trị biệt thự. Khoảng 2 tháng sau thì là chúng ta sẽ thanh toán nốt 15% còn lại. Đâu đó là đến lúc chúng ta ký hợp đồng, xong hợp đồng trong vòng khoảng 2 tháng là chúng ta đóng khoảng 30%. Thì ở đây chúng tôi có hai phương án, một là thanh toán theo tiến độ và hai là phương án thanh toán theo ngân hàng. Thường thì khách hàng sẽ hay chọn phương án thanh toán theo ngân hàng. Sau khi đóng xong đợt 2 thì đâu đó trong vòng khoảng 10 ngày thì ngân hàng sẽ giải ngân 65% giá trị còn lại. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ chương trình lãi suất là 0% trong vòng 24 tháng. Chúng tôi hay nói với nhau là chương trình 3-0 đấy ạ. Không lãi suất, không gốc và không phí phạt trả nợ trước hạn trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân. Và còn về thanh toán tiến độ thì là đâu đó cứ khoảng 3 tháng 1 là chúng ta sẽ đóng 10% cho đến khi dự kiến hoàn thiện về cơ bản thì chúng ta đâu đó vào khoảng tháng 10 năm 2023 là chúng đây bạn ấy đang ghi nhầm được, dự kiến cơ bản thì nó sẽ rơi vào khoảng tháng 10 năm 2022 là chúng ta sẽ đóng khoảng 10% nữa. Và đến đợt 8 là chúng ta đóng 15% khi mà chúng tôi có thông báo là chuẩn bị bàn giao, nó rơi vào khoảng quý 2 năm 2023. Đó. Và chúng tôi có một cái phương án nữa, đó chính là phương án thanh toán sớm. Nếu chúng ta có những khách hàng mà dòng tiền đang nhàn rỗi thì chúng ta hoàn toàn có thể tư vấn khách hàng hay thanh toán sớm để nhận chiết khấu 10% một năm. Hoặc là khách hàng của chúng ta có những khách hàng là khách hàng VIP của một ngân hàng nào đó, họ có những cái ưu đãi về lãi suất rồi. Họ hoàn toàn có thể vay ngân hàng ngoài và sau đó thì là thanh toán sớm để được chiết khấu 10%. Đó là cái chính sách bán hàng của Grand Mercure Hội An. 6 lý do chúng ta sẽ chia sẻ với nhau lý do vì sao lại phải đầu tư vào Grand Mercure Hội An, tại sao lại là Hội An mà không phải là những khu vực khác như đã chia sẻ, đúng không ạ? Thứ nhất là về vị trí dự án, chúng ta nằm ở một cái khu vực gọi là dự án liền kề biển hữu hạn còn sót lại ở An Bàng, Hội An. Cái thứ hai nữa là về quản lý vận hành, chúng ta được vận hành bởi tập đoàn Accor, nhưng chúng ta đã biết rất nhiều về các cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng. Khách hàng của chúng ta bây giờ không chỉ quan tâm xem là nó nằm ở đâu mà còn quan tâm là nó được vận hành quản lý bởi ai, đúng không ạ? Thì Grand Mercure của chúng ta được vận hành quản lý bởi tập đoàn Accor. Đây là một thương hiệu quốc tế đã bảo chứng về chất lượng và dịch vụ khách sạn 5 sao rồi, nên là khách hàng của chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Cái thứ ba là về kiến trúc. Kiến trúc chúng ta nói rằng ở Grand Mercure Hội An là chúng tôi sử dụng những cái kiến trúc ý kết hợp hài hòa với cái văn hóa bản địa để cho khách hàng khi chúng ta
đặt chân đến đây, chúng ta có một cái cảm nhận vừa mang tính chất hiện đại, vừa mang cái tính chất Á Đông huyền bí của châu Á, nhưng mà chúng ta vẫn mang đâu đó một cái gì đó cảm thấy gần gũi như chúng ta đang ở nhà vậy. Cái thứ tư đấy là về pháp lý minh bạch ạ, vừa nói rồi ạ, về tất cả các cái pháp lý chúng ta rất rõ ràng, khách hàng của chúng ta mua bây giờ là chúng tôi đã sẵn sàng ký hợp đồng mua bán rồi ạ. Cái thứ năm là về chính sách bán hàng. Chính sách bán hàng thì ở đây là chủ đầu tư có những cái cam kết rất là rõ ràng, nếu như khách hàng cảm thấy không yên tâm hoàn toàn có thể bán lại cho chủ đầu tư. Cái thứ hai là nếu như khách hàng đã và đang thấy được những cái thương hiệu của Accor khi vận hành quản lý, thì khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm được cái việc là chúng tôi cam kết trả lợi nhuận tối thiểu là 8%. Tất nhiên nhé, nhiều hơn thì chúng tôi vẫn trả thêm cho khách hàng. Chúng tôi phân chia lợi nhuận là 50-50 và không thấp hơn 8% trong vòng 3 năm đầu tiên. Và cái cam kết này, ngoài chủ đầu tư đứng ra cam kết thì chúng tôi có ngân hàng Tiên Phong Bank đứng ra làm đơn vị cam kết để trả cái phần lợi nhuận này. Và cái cuối cùng là cái đơn vị phát triển chủ đầu tư và đơn vị phát triển bất động sản rất là uy tín, thế là tập đoàn Vinahut, một trong những tập đoàn đã phát triển khu đô thị hiện đại bậc nhất của Hà Nội. Đó là cái 6 cái lý do mà vì sao chúng ta lại đầu tư vào Grand Mercure Hội An.